Chạy thôi mọi người ơi, sắp nghe rồi. Chạy thôi. Tiêu rồi. Phải gọi cảnh sát thôi. Tôi đến rồi. Nhanh lên, đề nghị mọi người sơ tán khỏi thành phố này thôi. Mọi người ở đây. Nhanh lên. Chúng ta cần phải khẩn trương, mau lên. Nhanh lên. Người dân chưa? Chưa đâu. Còn nhiều người lắm. Nhanh lên. Nhanh lên. Cả người dân đã vô đây rồi, đóng cửa lại. Còn tôi nữa nè. Quật thể lạ. Ôi không, chúng ta cũng phải vô thôi. Quá muộn rồi. Nhưng cửa đã đóng rồi mà. Chúng ta leo tường được mà. Còn tôi nữa. Nhanh lên. Cảnh sát. Không xong rồi. Ôi không, còn một người nữa. Tôi hỏi nè, có ai có dây xích không vậy? Tôi có nè. Đây. Alex, hãy leo lên dây xích này đi. Còn tiếp.